Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng thống kê cửa tự động trong AutoCAD. Thì đầu tiên mình phải tạo lock cho nó. Rồi, bây giờ mình vô cửa chính của căn hộ ha. Mình vô cái layer tên là ký hiệu. Ký hiệu đây có không? Ký hiệu đây không có. Rồi mình tạo tư dân mới ha. Bấm vô đây. Bấm vô new. Đặt tên là ký hiệu cửa. Rồi mình cho nó màu xanh cyan đi. Rồi set screen ha. Tắt đi. Rồi mình bấm chữ C. Tạo vẽ circle. Đường kính là 300. Ok ha. Vô đây. Rồi tiếp theo mình tạo một cái thuộc tính attribute bằng cách là gọi A, T, T, D, E, F. Enter. Rồi cái stack ở đây mình đặt tên là ký hiệu cửa ha, ký hiệu cửa. Rồi liền. Rồi canh lề á thì mình canh là middle center. Rồi style thì mình cho size standard cũng được rồi ha. Chiều cao chữ á, thì cho là 220. Ok ha. Ở đây. Rồi tiếp theo mình copy cái này ra. Copy này ra. F8. Rồi copy thêm cái nữa. Rồi ok. Cái này ký hiệu cửa, cái này là kích thước cửa, cái này là vật liệu cửa ha. Thì mình sửa là mình đích đâu thì mình sửa ha. Sửa là kích thước. Rồi giá trị của nó là cửa này để mình đo thử giá trị bao nhiêu. DI tới đây, tới đây là 1000. Rồi lít đo vô sửa lại ha. Rồi giá trị nó là 1000 nhân cho 2m2 à, nguyên tắc chiều cao cửa là h2 ha. Ok. Rồi, đích đo vô. Chưa sửa, làm lại. Ký hiệu cửa ok hàng 2. Ok ha. Kích thước chứ, cái này sửa là kích thước cửa. Kích thước. Ở 2000 ha. Rồi tiếp theo đến chỗ đây. Đây là vật liệu. Vật liệu. Mấy cái nguyên tắc của cái thẻ tax là phải viết liền ha, không được cái viết phân cách ha. Ở dưới đây mình mới viết phân cách ha. Vật liệu thì mình đề là thân bì, đúng không? Thân bì là as. Gỗ as ha. Ở đây thì nó không có được tiếng Việt à, trong họa thoại này không có được tiếng Việt nha. Thì ra là mình muốn có được tiếng Việt đó, mình phải copy cái đoạn khác vô. Thì mình vô phần Notepad hay Wordpad vậy, Wordpad đi ha. Wordpad mình gõ là gỗ tầng bì chẳng hạn gì, tầng bì hay sang đào đi, gỗ sang đào đi ha, sang đào. Rồi copy vô còn trong C nè, em gõ này còn trong B bắt vô đó nó hiểu, thấy không? Trên đây là không được tiếng Việt nha, cái thẻ tắt là không được tiếng Việt, còn giá trị mới gọi được ha. À, ok, cái ba đó. Rồi cái hiệu cửa thì mình sửa luôn cái giá trị nó default là D1. À, ok. Sau đó mình chọn hai cái đối tượng ở dưới này. À, mình bấm cộng trơm 1 để nó hiện ra cái bảng cộng trơm là số 1 để hiện ra cái bảng property này ha. Rồi, ở cái mục là invisible nè, nó đang là no nè, thấy không? Mình bấm mũi tên xuống mình chọn là yes ha. Riêng hai cái attribute dưới nha, còn cái attribute trên mình giữ nguyên ha. Rồi sau đó mình làm lock ha.
mình bấm chữ B bò, mình đặt tên là ký hiệu cửa. Hoặc đặt tên là cửa đi D1 hay mình đặt tên luôn ký hiệu cửa, thì mình đặt tên là cửa đi D1, mình đặt tên là gì được ha, cửa đi D1. Rồi bitbound điểm chèn đặt vô tâm, sau đó mình chọn select check, chọn hết cái đống này luôn, hết cái đống này luôn rồi enter. Rồi mình bấm chữ retain để giữ lại ha. Hay là mình copy ra trước đi. Rồi copy ra trước, cancel đi, copy ra trước. Rồi copy ra trước. Rồi mình làm lock lại ha, lock nè. Đặt tên là cửa đi D1. Rồi đặt bitbound điểm chèn ngay tâm ha, ngay tâm vòng tròn. Select check, chọn đối tượng, chọn hết cái đống này luôn. Hết đống luôn, enter. Rồi. Bấm ok thôi, không làm gì hết. Đó, thì tự động cái này nó có hiện nè, ký hiệu cửa nè, kích thước là vật liệu nào. Đó, 1022 ha, ok luôn. Rồi đó là cửa đi 1 ha. Rồi mình copy tiếp cái này vô, move cái này vô trong đi ha. Rồi mình move cái này vô trong. Mình mới copy nó ra bên đây, cửa phòng ngủ ha. Cửa phòng ngủ. Đây ha. Rồi làm lock tiếp. Cửa đi D2. Cửa đi D2 mình phải sửa cái này luôn ha, list all trước này nè. Sửa nè, là D2 nè. Cửa này là kích thước như là 900 đi từ đây nè. Tới cái này 850 nè. Rồi kích thước list vô 850 nhân 2m2, 85 nhân 2m2 ha. Vật liệu thì là gỗ, do đó là cũng là gỗ sơn đào luôn ha. Ok. Rồi làm lock lại. Đặt tên là cửa phòng ngủ D2. Cửa phòng ngủ D2, bitbound điểm chèn vô đây, vô tâm đây, select check, chọn đây, enter, ok. Đó, D2 vật liệu là gỗ sơn đào, kích thước là 8.5 2002, ok. Rồi cái này giống nhau, cho đó mình copy, chỗ nào có phòng ngủ mình copy vô. Rồi tiếp theo, copy tiếp cái này là cửa vệ sinh là D3 ha, copy vô đây. Rồi list đâu vô đây, cái này là D3. Rồi mình đo chiều ngang cửa bao nhiêu, DI. Từ đây vô đây, DI. Từ đây vô đây, 800. Có thể kích thước là 800 ha. Thước là 800. Ok, 800 2002 luôn. Cho chiều cao hay 800 2000 thôi, 800 2000 thôi. Rồi. Vật liệu thì mình là nhôm kính mờ ha, vô cái phần nền gõ. Nhôm kính mờ. Rồi copy nó vô. Cộng thêm C. Còn cho V. Ok. Rồi làm lock luôn ha. Lock cửa đi WC là vệ sinh đó. Rồi bitbound điểm chèn ở đây. Select check. Select check. Enter. Ok. Ok. Cửa đi D3. Rồi đi ba thì copy vô, có mấy cái giống nhau, copy giống không, chưa, để coi giống không nha, đi đợi thử lại coi.
750 à, cái này phải đi 4 rồi ha. Rồi những cái bên này qua. Chỗ này là phải đi 4. Rồi let's go. À kìa, cửa này không phải cửa mà cửa vệ sinh mà là cửa ra cái phòng giặt ha. Mình nhầm. Thì mình sẽ đổi tên nó lại. Đỡ tên cái lock á. Đỡ tên cái lock lại. Cái này chưa có này luôn nè. Cái này giống không? DE 800 nè, hai cửa này giống nhau ha. Ban công với chỗ này là sân thượng nhỏ nhỏ hay chỗ phê gì đó là giống nhau nè. Vậy này phải lề là cửa ban công ha. Mình đổi tên lock lại, lock rename lại mới được ha. Bấm là rename. Rồi, đoạn là lock là cửa DVC nè, đổi tên thành là cửa ban công. À, ở cửa ban công. Ok. Đó. Rồi list đo cho thử coi phải không nè. Lock edit, lock edit. Đó, cửa ban công. Ok ha. Rồi bây giờ cái này mới là cửa VC nè. Sửa lại cửa VC nè ha. Rồi list đo vô. Cửa này là D4. D4. Ok. Kích thước cái này là 750. Cao 2m. À. Rồi, nếu vậy cái này là cao cao của nó là 2m2 mới đúng ha. Cửa này phải 2m2. Ok ha. Cửa này cửa vệ sinh mới cao 2m nha, tại nó nhỏ mới cao 2m, còn cửa này lớn hơn khá là hay. À, nhưng mà nhôm kính thì đúng rồi đó, cái này cũng nhôm kính luôn ha. Còn trên V nhôm kính luôn, nhôm kính mờ. À. Đúng rồi, cái này là nhôm kính trong nè, không phải nhôm kính mờ nè. Rồi, cái này sẽ sửa thành nhôm kính trong luôn. À, nhôm kính trong, nhôm kính thôi, cửa đi nhôm kính thôi. Kính trong cho phân biệt ra đi. Ok. Rồi copy ha. 8 qua đây. Đó, cửa D3 giống nhà, còn cửa này cửa D4 ha. À, coi nào D4 ha, kích thước là 750 2000 ha. 2000. Còn bên đây là 2002 nè, thấy không? Đây là 2002. Vật liệu đây là nhôm kính mờ nè. Ok ha. Rồi bây giờ mình lock. Lock cửa DVC. Rồi biết đo điểm chèn. Select check. Chọn này, chọn này, chọn này, enter. Ok. Ok ha. Đó, em rửa đầy bố vào cửa vệ sinh. Rồi tiếp theo copy nó ra. Nó giống nhau, copy ra, vệ sinh thì vệ sinh vô sẽ giống nhau, D4 đây. Rồi bây giờ tới cửa sổ. Cửa sổ thì mình cũng đi từ ngoài vô trong. Cửa sổ này là DI, từ đây là từ đây cái kích thước nhiêu đây? 1600 nè là S1 ha, copy cái này qua. Rồi. Này là S1. Ok, kích thước của nó là 1600 x 1300. 1600 x 1300, lý do là nó cách nền 900 km3 thì nó là 2.2. Không, 900 m3 2 thì bằng chiều cao đầu cửa ha, bằng chiều cao đầu cửa đi á, luôn luôn là nguyên tắc nó vậy ha. 1600 x 1300, vật liệu là nhôm kính mờ. Nhôm kính mờ ha. Rồi lock nó lại thôi. Lock cửa sổ S1. À, cửa sổ cái này gọi là hai cánh lùa hả? Cửa sổ hai cánh lùa. Hai cánh lùa. C
cửa sổ hai cánh lùa, rồi bis bo yếm chèn select check enter ok đó, 1600x1600 nhân kính mờ khi là cửa F1 ok rồi copy F1 vô đây luôn ở dưới hôm đây thôi à. Rồi à, bên đây thì cái kích thước nhiêu DI 1002 chỗ này 1002 bên đây 1600 này S1 thì bên đây 1600 giống nhau là à, copy 1600 để S1 hết S1 rồi ở đây là song sắt rồi ha không tính ha song lưới đó. Rồi đây là S2 copy vô đây cửa này nè cửa này có 1002 à rồi lít đo vô cửa này là S2 ok kích thước là 1002 nhưng cho 1003 ok vật liệu nhôm chỉnh mờ ok ha rồi lọc lại luôn cửa sổ hai cánh mở ha cửa sổ hai cánh mở này hai cánh lùa này hai cánh mở rồi bit bon điểm chèn select check chọn đối tượng enter ok đấy nhôm chỉnh mờ 1002 1003 S2 ok rồi copy qua đây thôi rồi có còn sót cửa nào không đó, rồi ha chỗ này là sổ sân phơi là cái lưới không phải ha rồi đủ cái này lan can ha rồi ok vậy là xong ta đã tạo xong sáng này đi học cửa này rồi tiếp theo thì ta tạo bản thống kê bằng cái lệnh là data extraction ha rồi thì mình gọi vào chữ data thì nó hiện chữ data extraction này không các bạn bấm vô đây rồi ở đây là cái trong cái bảng này á nó hỏi là tạo mới hay là hiệu chỉnh cái tồn tại thì mình bấm vô tạo mới ha rồi a new data extraction bấm next rồi tiếp theo mình đặt tên cái cửa đặt tên cho nó thì đây mình có cái tên sẵn nè nên mình đổi tên ha à, thống kê cửa căn hộ chung cư á sale rồi ở phần này á nếu mình bấm next á thì nó chọn hết đối tượng cho bản vẽ luôn mình quản lý không được à, đó do đó mình bấm vô cái nút này select object in the current drawing có nghĩa là chọn những đối tượng hiện hành trong bản vẽ thì bấm vô cái nút này ha bấm vô nút này sau đó mình chọn từ trái phải đây bấm enter sau đó bấm next rồi tiếp theo nó hiện ra cái bảng này thì nó hiện ra đủ thứ cái lóc đó ha do đó mình bấm vô cái display on object type bấm cái này ha bỏ cái tip này đi đó, thì nó hiện những cái lóc nào mà có thuộc tính thôi thì đây thực ra người ta cái bản vẽ người ta sử dụng lóc thuộc tính nhiều lắm nên bỏ bớt bỏ này do mình thống kê cửa ấy mà mình bỏ hết đó mình chọn cái nào tên cửa mình giữ lại thôi bỏ hết luôn vậy này là làm khá nhiều cái thuộc tính ha đó mình giữ đấy ha mình giữ mấy này thôi nè cửa ban công nè cửa đi D1 nè cửa WC nè cửa phòng ngủ 2 nè cửa hai cánh mở nè cửa hai cánh nè ha D1 chính là cửa vô căn hộ á lúc nào mình để là cửa Bravo rồi lỡ là cái để rồi bấm next thôi ha. Sau này nếu mình làm bản thống kê vật dụng á mình lại làm cũng y chang vậy và mình bỏ cái cửa này ra thôi ha bấm next rồi ở cái bảng này hiện ra đó thì nó hiện cũng rất nhiều mục thì mình bỏ hết mình giữ cái attribute thôi là cái thuộc tính thôi bỏ cái này giữ lại bộ thuộc tính là attribute thôi ha thì nó ra ba này nè kích thước cửa ký hiệu cửa vật liệu ha rồi bấm next rồi khi bấm next nó hiện ra cái bảng này á thì ở đây nó hiện ra ha count là số lượng name là tên của cửa đây là kích thước cửa đây là ký hiệu cửa đây là vật liệu cửa ha thì bây giờ mình chuyển nó sang thứ tự thì đầu tiên là thường là thứ tự là ký hiệu cửa trước đúng không
thì mình dính giữa trái, mình kéo thanh này qua phía trái. Còn khao á là thường nó nằm ở phần cuối cùng đúng không, kéo ra cuối cùng. À, kéo ra cùng nè, ký hiệu cửa nè, tên cửa nè, kích thước cửa nè, vật liệu cửa mà, số lượng cửa, thấy không, tự động thống kê ra. Rồi sau đó mình bấm next thôi, next. Rồi nó có hai cái cách mà nó xuất ra, một nó xuất sang Excel, output data to external file, Excel hoặc CVS hoặc TT gì đó, hoặc MDB của Access, Microsoft Access đó. Thì đây mình không xuất, mình xuất ngược vô bản vẽ luôn ha. Mình chọn cái tích là Insert Data Extraction Table into Rowin, là chèn cái bản thống kê này vô cái bản vẽ này luôn. Sau đó bấm Next. Rồi đây cũng tại đây cũng bấm Next luôn. Rồi tại đây bấm Finish. À, nó hiện ra một cái bảng, bấm vô đây. Thì cái bảng của nó rất là nhỏ ha, bảng nó nhỏ xíu à. Đây nè, thấy không, mua bao giờ mua ra kích thước nhỏ giống như hệ in vậy. Mình scan nó lên khoảng 100 lần, trăm scale là bấm lệnh SC đó ha, kéo 100 lần chưa đủ nè, kéo thêm 10 lần nữa đó, 10 lần nữa là vừa đủ nữa ha, nghĩa là phải scale 1000 lần á, tại vì mặc định nó hệ in mà nha. Rồi thì nó ra tới đây rồi, mình mới sửa mấy cái tên này tiếng Việt hết đúng không. À, cái này bị gõ sai nè, nhôm kính bị gõ từ sai nè. Rồi click đo vô, khi mình lock đo vô á, nó không cho mình sửa, thì do đó mình phải chọn thêm một làm một thao tác, mình bấm cái này ha, mình bấm shift chọn hết cái ô này luôn. Rồi cái chỗ robustity nãy đó là bấm cộng trên một hoặc chữ br á, thì ở đây nó có cái chức năng là content lock nè, đây là cell variable, cell with background field, lifetime, cell marine, đây là cell locking nè, cell locking là nó đang bị khóa lại rồi, bấm này ha, mình chọn là unlocking ha, chọn là unlocking thì nó mới mở ra, mình cho mình sửa, thì lúc này mình mới click đo cho mình sửa ha. Đó là tên là ký hiệu ha, ký hiệu enter ha. Cho nó phong chữ, nó phong chữ gì ký nè, này là tiếng phong variable, variable đó mình thấy chuyển cái phong ha, chọn vô cái unicorn là chuyển sang vani đó, mình bấm sang đi đôi hai cái ha, tên lại ha, ký hiệu đó. Rồi rồi diễn giải, diễn giải là cửa đi gì đó ha, diễn giải. Rồi kích thước, cái này nó dở, cái nó sắp thứ tự nó không đúng ý mình ha, S1 S2 nó nhảy lung tung nè. Rồi cửa đi cửa đi này D1 thì mình sửa lại tên luôn. Nãy mình quên đặt chữ D1 á, đúng là đặt cửa cửa vào phòng đúng không? Cửa vào căn hộ. Cửa vào căn hộ. Ô cái này lại là phòng gì đây? Arion ha. Sao nó tự động nó nhảy phòng tùm lum của mình. Chọn là Unicode lại ha. Cửa vào căn hộ. Đấy. Cửa ban công. Gõ sai cái này nè. Cái này là variable. Ôi không hiểu nổi cái này. Nó nhảy lung tung chữ hết đấy. Do cái bản vẽ này người ta vẽ bằng chữ vani á. Thành ra là khi mình làm nó cũng tích hợp cái phông chữ vani luôn, hiện tại luôn. Chứ đúng ra đó là mình luôn để cái phông chữ trong bản vẽ là Unicode á, có nghĩa là phông Arial á, thì nó không bao giờ bị mấy cái lỗi này hết. Và được cái là mình chép mấy bản vẽ khác sang mấy bản vẽ khác á. Thí dụ ở ngoài miền Bắc họ hay xài phông ABC, ở trong Nam thì hay xài Vani, thì hai bản vẽ mình chép vô chép ra thế nào cũng bị lỗi phông à. Thành ra cái phông mà Unicode nghĩa là phông Arial á của Windows á luôn luôn là mặc định. Nếu bạn để phông đó thì ở miền nào chép vô nó cũng hiểu đó, nó không bị lỗi, và xuất file def cũng không bị lỗi nữa. Chứ dùng mấy phông chữ ABC hay Vani nó hay bị lỗi lắm. Đã nhớ các bạn sau này có vẽ muốn vẽ thì nhớ cái dùng phông chữ Arial ha. Ban công. Ban công.
Rồi, cửa sổ hai cánh. Lỗi mấy cái này ha. Rất là khó chịu. Cửa sổ hai cánh mở. Rồi, à, cái này mà nó mà thiếu nó bị nhảy hàng á, mình có thể bấm về nè, bấm về qua. Đó, thấy không? Về tự động nó nhảy lên nè, về qua tiếp. Về qua. Cho rộng ra, về cái này nữa là cho rộng ra nè. Đó, nhảy, thấy không? Câu trung gian lại. Rồi, cái này là kích thước đúng không? Đó, phần này là avo này ha, nhảy tùm lum hết. Rồi này là vật liệu nè, liệu là số lượng, số lượng ha. Ok rồi, sửa mấy từ nhôm kính nè, sang đào nè. Ở đây lại là Unicode lại. Unicode lại thì là sang đạo. Rồi nhôm kính mờ. Ừ, chữ nhôm lại là body nha. Body. Nhôm kính trong. Rồi copy nguyên cái từ này luôn, cho nhanh, cộng thêm C. Đứng vô đây. Ghép khói cộng thêm V. V không là được nữa chứ. Nhôm. Khó nguyên một từ luôn, cộng thêm C. Cộng thêm V. Có một từ luôn của bên về đó. Rồi cửa sổ đây hai cánh lụa, cái này là phong gì, avo veneer, veneer đúng rồi, hai cánh lụa. Ok ha. Cửa phòng ngủ là không, chỉ đây hai có ký hiệu đây hai rồi. Delete đi. Cửa sổ nhôm kính mờ. Thêm một cửa gỗ sơn đào, rồi kích thước ký hiệu diễn giải cho nên nó rộng ra để nó đừng có nhảy hai vòng. Đó, nó nhảy một vòng nó đỡ ha. Rồi chỉnh lại cái này hết, chỉnh lại cái bảng này nè. Ở đây mình đứng đâu vô đây nữa chứ, ở đây mình để là bảng thống kê cửa ha, bảng thống kê cửa. Ok rồi, vật liệu số lượng rồi ha, tự động tính toán rồi ha. Rồi chọn hết cái này, bấm shift, mình canh lời nó. Canh lời nó bằng cách là cái này nó giao diện nó giống bên Excel ấy bạn. Canh lời bấm chuột phải, alignment nè, ngay là middle center nè, đó cho nó ngay giữa ha. Vậy là xong cái bảng thống kê cửa ha. Thì sau này mấy bạn làm cái thống kê của cái vật dụng á, ở trong nội thất á, mình cũng làm tương tự vậy ha. Đấy. Nó còn thiếu cái này nè, sàn đào nè. Bị cái này ra cộng chấm C cộng chấm V đấy,